Chào các bạn, tên là PhysicsLipZ và hôm nay mình có hai điều muốn nói với các bạn. Video này sẽ lên YouTube. Điều thứ nhất là những video mà mình up, nếu như các bạn không nhận ra là mình có up video thời gian qua là tại vì mình phải thi trung học phổ thông, thi vào cấp 3, cái thi đó khá quan trọng, nếu không thi được lán kết. Sorry. Thế nên là video mình upload lên là nó sẽ bị chậm hoặc là sẽ không có thời gian này. Mình chỉ mong là các bạn vẫn xem các video của mình cũ của mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng upload các bạn ít nhất là trong khoảng một tháng tới, khi mà kỳ thi đã kết thúc và mình cũng có thể có thời gian rảnh để làm những cái video mới cho tất cả các bạn. Và mình xin hy vọng là tất cả các bạn vẫn theo dõi và chú ý tới mình, và đừng quên bạn quên là mình mất hết. Đó là việc nhất. Việc thứ hai là xin cảm ơn tất cả bạn vì 100 subscriber và 5.700 lượt view trên YouTube. Xin cảm ơn tất cả bạn. Mình không hình dung nổi là mình có thể tới được cái mức này, một cái mức mà rất nhiều người đã bảo là mình không thể tới được. Ngay cả những comment trên Facebook hoặc là YouTube cũng nói thế. Thứ nhất là clone, thứ hai là sắp già, thứ ba là làm video va vẩn lác giật này nọ này kia ra. Nhưng các bạn vẫn chú ý và theo dõi mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn là những subscriber tuyệt vời. Nếu như các bạn là thích những video của mình và vẫn muốn xem video của mình thì xin hãy kiên nhẫn và chờ đợi, mình sẽ cố gắng upload video sớm nhất có thể cho cả các bạn. Để nói gì nhỉ? Thì nói mình việc chưa nào cũng thể lắm. Hy vọng các bạn vẫn chú ý và theo dõi những video của mình và hãy share video này với cả bạn của bạn để phòng trường hợp họ cũng thích Minecraft. Có rất nhiều người muốn thêm Minecraft, nhưng vấn đề là họ có thể mua được Minecraft vì trò chơi đó quá đắt, hiện nay giá thị trường của nó là $27. Nếu như họ muốn chơi Minecraft hoặc là họ chưa biết chơi Minecraft, hãy nói họ là xem những video của mình, có thể sẽ có một vài điều đó giúp ích cho tất cả mọi người. Và mình xin thông báo tất cả các bạn những độc giả tuyệt vời. Mình sẽ gặp lại các bạn trong một video tiếp theo của PhysicsLipZ. Tạm biệt và yêu tất cả các bạn.